Người này trốn vào trong xe chở cành cây, thử vượt ngục, nhưng không lâu sau. Đợi đã. Đã bị phát hiện ra, cảnh ngục tiếp tục kiểm tra. Mấy người còn lại đều chui ra. Còn một bên khác, tù binh quân Mỹ cũng rất muốn vượt ngục. Anh vứt quả bóng xuống dưới lưới sắt, giả vờ đi nhặt, thực ra là muốn chạy trốn. Nhưng kết quả chính là... Đừng nổ súng. Cũng đã bị phát hiện, bị nhốt 20 ngày trong phòng cấm túc. Đến tối, tù nhân khác đã bắt tay với nhau, lén lút mở cuộc họp. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, bọn họ đã nâng cấp kế hoạch vượt ngục lên thành bản 2.0. Kế hoạch chính là đào 3 đường địa đạo, mỗi đường địa đạo sâu 9 mét, dài 100 mét. Anh định đưa bao nhiêu người ra ngoài? 250 người. Để hoàn thành kế hoạch, bọn họ bắt đầu phân công hợp tác. Bước đầu tiên chính là tìm công cụ. Để thu hút sự chú ý của cảnh ngục, đồng bọn phun nước lên người cảnh ngục. Một bên khác thì nhân cơ hội tháo công cụ từ trên xe xuống, giao cho đồng bọn qua cửa sổ. Bọn họ đã chọn vị trí của đường địa đạo đầu tiên là phía dưới bếp lò. Vẽ xong kích cỡ, liền phối hợp với đồng bọn, lợi dụng âm thanh bên ngoài để che đậy âm thanh đào đất. Không biết đã đào bao lâu, hôm nay, lúc đang đào địa đạo, cảnh ngục đột nhiên đến kiểm tra phòng. Sau khi đồng bọn nhìn thấy liền mau chóng phát ra ám hiệu. Sau khi nhận được ám hiệu, bọn họ mau chóng đậy địa đạo lại, đổ nước vào, thành công ngụy trang thành đường cống ngầm. Cũng vì vậy mà cảnh ngục không hề phát hiện ra. Ngày hôm sau, tù binh quân Mỹ đã được thả ra từ trong phòng cấm túc, nhưng anh vẫn muốn vượt ngục. Không lâu sau, còn bên nhà tù cũng đã gặp phải vấn đề, phải làm gì với đất đào ra. Đất trong địa đạo và đất bên ngoài nhà tù có màu sắc không giống nhau. Lúc này, một tù nhân nói: "You fill these bags with the dirt from the tunnel, wearing them inside your trousers. You pull these strings in your pocket. Out come the pins. Đất sẽ rơi xuống. Cậu rất thông minh đấy." Đến ngày hôm sau, bọn họ mang đất ra, đồng bọn lại dùng cào để xử lý một chút. Quả nhiên là không thể nhận ra sự khác biệt. Nhưng rất nhanh sau đó bọn họ lại gặp phải vấn đề. Lúc đang đào địa đạo, đột nhiên địa đạo đã bị sập xuống. Để chống đỡ cho địa đạo, bọn họ bắt buộc phải đi tháo tấm gỗ trên tường, trên nóc nhà, đến cả ván gỗ trên giường cũng tháo hết ra. Hôm nay chúng ta thật là vui vẻ. Còn vui không? Có sự chống đỡ của ván gỗ, tất cả đều rất thuận lợi. Hôm nay, bọn họ uống rượu khoai tây tự chế. Lúc đang chúc mừng, lại không biết rằng cảnh ngục lúc này đang kiểm tra phòng và đã phát hiện ra địa đạo đầu tiên bọn họ đào. Nhưng người này muốn tổ chức một hành động vượt ngục. Tổng cộng bao nhiêu người vượt ngục? 250 người. 250 người. Lúc này, địa đạo đầu tiên của bọn họ đã bị cảnh ngục phát hiện ra. Bây giờ chỉ còn lại hai địa đạo. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sẽ đào 24 giờ một ngày. Đến tối, tù binh quân Mỹ lại bắt đầu vượt ngục. Anh đã cắt đứt lưới sắt và trốn ra ngoài. Nhưng ngày hôm sau, anh đã bị bắt về. Không ngờ anh ta lại bị bắt về nhanh như vậy. I didn't think they'd catch him so soon. Anh ta đang yểm hộ cho chúng ta. He wasn't caught. Không biết đã bao lâu trôi qua, bọn họ cuối cùng đã đào xong địa đạo. Tất cả mọi người đều thay quần áo bình thường vào, đi tới lối vào địa đạo. Khi mọi người tập hợp đầy đủ, đồng bọn âm thầm thò đầu ra quan sát. Lúc này mới biết, khoảng cách không đủ dài, lối ra không ở trong rừng, mà là ở đồng bằng. Không còn cách nào khác, không thể từ bỏ nửa chừng. Đồng bọn nhân lúc cảnh ngục không chú ý, đã chui vào trong rừng cây, buộc sẵn dây thừng, kéo dây thừng để ra hiệu ý an toàn. Như vậy, từng người một đã trốn ra. Âm thanh gì vậy? Là tấn công trên không? Chuyển thoát rồi, mau lên đây. Một người, hai người, ba người. Không biết đã có bao nhiêu người thoát được ra. Nhưng rất nhanh sau đó, sau khi trận tấn công trên không trôi qua, đèn chiếu sáng đã được bật lên. Đợi tín hiệu của tôi. Đúng lúc này đã xảy ra sự cố. Vào lúc người này đi ra, đã không may bị ngã và khiến cho cảnh ngục giật mình. Lúc cảnh ngục đến kiểm tra lại không phát hiện ra gì khác thường. Nhưng người bên dưới lại vì chờ đợi quá sốt sắng, còn chưa đợi tín hiệu đã tự mình chui ra và đã bị cảnh ngục bắt được. Những người khác cũng hỗn loạn, người thì trốn, người thì bị bắt. Đi ra, trời còn chưa sáng, cảnh ngục đã bắt đầu thống kê số người. Anh ta nói là đã có bao nhiêu người trốn thoát? 76 người. Còn người thoát ra ngoài thành công lại bắt đầu cuộc trốn chạy của riêng mình. Sau khi người đàn ông này vượt ngục ra ngoài đã tới đường cái, quấn hai đầu dây sắt sang hai bên đường. Không lâu sau, sau đó nam chính liền lái xe mô tô vào được bộ đội của quân Đức. Hey. Này, anh đến làm gì? Hey.
Tiếp đó, nam chính lại bắt đầu cuộc trốn chạy. Không biết đã bị đuổi bao lâu, nam chính đã bị ép tới biên giới Đức Thụy Sĩ. Bởi vì sự bao vây của quân Đức, nam chính liền lái xe bay qua chiếc hàng rào đầu tiên, định bay qua hàng rào thứ hai, lại vì quá cao nên đã bị cuốn trong lưới sắt, lại bị bắt sống. Còn bên anh chàng cao giáo này đã phát hiện ra một chiếc xe đạp, nhìn xung quanh một vòng, sau khi xác nhận an toàn, liền cắt khóa ra, leo lên xe rồi đi thẳng. Sau đó lại gặp được hai đồng bào nước Anh, bọn họ đã sắp xếp cho anh con đường trốn chạy an toàn, thành công chạy thoát. Hai người này cũng may mắn, bọn họ đã đến bên sông, ngồi lên thuyền, không biết đã trèo bao lâu, cuối cùng đã đến được phía dưới một du thuyền. Bọn họ leo lên, cuối cùng cũng thành công trốn thoát. Đồng bọn ở một bên khác lại không may mắn như vậy, người thì lên tàu hỏa, người thì cướp máy bay, người thì đi nhờ, cuối cùng đều bị quân Đức bắt được. Trên đường bị đưa về nhà tù, đều đã bị xử bắn bí mật. Cuối cùng, nam chính đã được đưa tới nhà tù, lại bị nhốt vào căn phòng cấm túc đó của anh. Đây là lần vượt ngục thất bại thứ 20. Đây là một bộ phim vượt ngục năm 1963. Trong 250 người, đã có 76 người trốn được ra ngoài. 50 người trong đó đã bị bắn chết một cách bí mật. 23 người bị bắt về. Cuối cùng chỉ có 3 người chạy trốn thành công. Hơn nữa đây còn là một bộ phim được dàn dựng từ câu chuyện có thật. Đào địa đạo để chạy trốn. Cuộc chạy trốn sau khi vượt ngục cũng có thật.